Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie Truyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 7 của truyện Tứ Đại Danh Bổ, hệ liệt Đại Đối Quyết, phần 6 Đà lão Hổ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Hồi 7, hồi cuối, Lão Mộng vị quốc bảo trọng. Bạo lão điệt, đỗ tiệm áp dài trang hoài phi, luyến luyến và ly ly, tiểu khứ ra ngoài ngu hoàng đi vào trong gió, đi vào trong núi. Bọn họ vừa mới đi, tiểu chân đã nhảy lên trên vỗ một trường vào đầu thiết thủ. Thiết thủ kêu lên một tiếng, sắc mặt tím tái nhưng mà không ngờ đã có thể cử động. Chẳng phải tiểu chân không am tường võ công sao? Chẳng phải tiểu chân không có nội lực sao? Đúng như vậy, Kể cả đố tiệm cũng thấy tiểu chân không đỡ được cô cô bị thân hình nặng nề của bà ấy, đè lên như vậy, cho nên mới yên tâm để cho nàng ấy lưu lại đây. Vậy thì công lực của nàng ở đâu ra? Đích thực là nàng không biết võ công, không có nội lực. Công lực của nàng là thiết thủ. Nhưng mà thiết thủ tự lo cho mình vẫn còn không kịp, vậy làm sao có thể truyền nội lực cho nàng được? Kỳ thực vừa rồi, trước khi Tùng mình nhảy lên đối phó với đỗ tiệm, lấy giải dược cho luyến luyến, chàng Hoài Phi phục dụng chàng đã nắm tay tiểu chân một cái công lực chính là truyền qua từ đó. chẳng sợ một lát sau, chất độc băng hòa thất trùng tiên phát tác, chàng lại sẽ mất đi khả năng chiến đấu, còn tiểu chân sẽ bằng tuyết thông minh, nhưng mà chưa từng học qua võ công. Có công lực cũng sẽ không biết vận dụng, không thể nào chuyển hóa thành võ lực. chẳng truyền công lực cho nàng, chính là đến lúc thích hợp, sẽ vỗ lên thiên linh cái của mình một trường. Thế thủ sẽ mượn ngoại lực đó mà phá đi cấm chế lần thứ sáu của băng hòa thất trùng thiên. Tiểu chân đã vào trong ngu hàng từ đầu, tự nhiên cũng đã nghe thấy cách phá giải băng hỏa thất trùng thiên mà Hà Nhĩ Mông nhắc tới. Lúc đó, Hà Nhĩ Mông, Trang hỏi vì, lại cũng không thể nào ngờ rằng lại có một nữ tử không biết võ công, không hề có nội lực như nàng giúp thiết thủ thực hiện chuyện này. Ngay cả kẻ gian hoạt giống như bạo lão điệt, hiểm trá âm mưu như là đỗ tiệm cũng đã bỏ sót nữ tử này. Tiểu Trần vỗ xuống một trường, nàng không biết võ công, nhưng mà đã ở cùng với tập thu nhai một thời gian dài, cũng thường tiếp xúc với tập Mai Hồng ít nhất và cũng nhận biết được một số huyệt đạo. Vừa vỗ một cái, thiết thủ đã sống lại. Thiết thủ bật người đứng dậy rồi lại nặng nề khịu xuống. Lưng của chàng đã bị thương rất nặng. Mặc dù khi bị đường thiên hải ám toán, chàng đã kịp thời vận chuyển công để hộ thể, hứng chịu một kết đó. Nhưng mà đại khoái điền của y quả thực vẫn lại vô cùng đáng sợ. Lực sát thương tuyệt đối không nhỏ. Cho dù là thiết thủ, là một hán tử được rèn bằng sắt, cũng khó có thể cầm cự được lâu hơn. Tiểu Trần vỗ ra một trường, luồng nội lực to lớn tích tụ ở trong cơ thể lập tức theo đó ồ ạt chảy ra, Khi cho nhất thời nàng cảm thấy cơ thể bị trống giống, đầu váng mắt hòa, lại khẽ rên lên một tiếng nhẹ, cố gắng giữ thăng bằng nhưng vẫn không thể nào định thần lại được. Tiểu Trần vội vã bám lấy thiết thủ nhưng mà rồi lại lảo đảo muốn ngã. Thiết thủ thấy như vậy vội vã đưa tay đỡ lấy nàng. Không được rồi, nhất định phải lên núi ngay. Đúng rồi, muội muốn đã thấy chàng đại ca quyết ý muốn chết rồi. Ta cũng nghĩ như vậy, bởi chỉ e, luyến luyến của nương sẽ không sống nổi nữa. Cách nghĩ của hai người không ngờ lại giống nhau. Chất độc toàn tự thạo mà luyến luyến chúng phải, tuy đã được giải, nhưng mà vết kiếm thương của nàng rất sâu, đã tổn thương đến phế phủ. Công lực của nàng lại quá yếu, chỉ sợ khó mà cứu được. Trang Hoài Phi vốn đã trọng thương, thêm vào vết thương lòng không thể nào chữa khỏi. Chỉ cần luyến luyến chết, thì y cũng chẳng còn lý do gì để sống. Nếu như y đã không muốn sống tiếp, vậy thì còn dẫn theo đám xài làng hổ báo kia lên núi để làm gì? Lẽ nào y lại thực sự muốn đem tăng vật của ngôi thiết dực tặng cho đỗ tiện và bạo lão điệt sao? Tiểu Trang lại muốn điệu hộ ly sơn. Thế thủ thọ thương rất nặng, nhưng mà đầu óc của chàng vẫn còn tỉnh táo. Chàng hiểu dụng tâm và khổ tâm của Trang Hoài Phi. Chàng quyết định phải lên núi, hơn nữa còn phải lên ngay lập tức, nếu như để chế hơn, vậy thì chỉ sợ tất cả sẽ không còn gì nữa mà vãn hồi. Tiểu Trần cũng kiên quyết đòi đi theo. Thế thủ vốn không muốn nàng đi cùng, nhưng mà chẳng không thể nào lung lay quyết tâm của Tiểu chân được. Húng hồ, lưu lại nơi này cũng có nguy hiểm. Vậy là hai người đành phải cùng lên núi trong mưa trong gió, trong hoàng hôn, dò theo tung tích của bọn Trang Hoài Phi mà tiến. Lên đến lưng chừng núi, lại chợt nghe được phía trước vang đến ba tiếng khóc lớn, cực kỳ thê lương, cực kỳ đau đớn tự xé ruột xé gan thế thủ nghe mà lòng như trùng xuống hỏng rồi chỉ sợ là tiểu chân lại biết chàng muốn nói điều gì chị ấy e luyến luyến đã tuyệt khí rồi họ lại càng nôn nóng hơn trong gió buốt mưa phùn họ cũng nắm chặt tay nhau chạy lên núi bước chân dồn dập tựa như phía sau đang có rất nhiều yêu ma quỷ quái truy đuổi ngọn núi này giống như là một giấc mộng một giấc mộng thần bí họ chạy rất nhanh nhưng mà vẫn không đến kịp. Chỉ nghe phía trước có tiếng đào bới, dưới ánh chiều tà ẩn ước nghe thấy tiếng cười hào sảng của Trang Hoài Phi. Nếu như các người sợ, vậy thì chúng ta cùng nhau xuống một lượt đi, cùng mở rước một lượt. Lily của cô nương, tiểu khứ, hai người đứng xa ra. Thế thủ vừa nghe thấy đã biết ngài có điều bất diệu, lại nghe Trang Hoài Phi cười cợt, hét lớn một câu. Vị quốc bảo trọng. Sau đó là tiếng nỏ bật tành tách, kế đó là những tiếng kêu thảm gầm giống phấn nộ của bạo lão điệt kế đó là một tiếng ầm vang lên phía trước thoát hiện lên ánh lửa rồi bụi mù mịt khắp nơi hồi lâu sau mới nghe thấy tiếng kêu kinh hái và tiếng khóc của Lily cùng tiểu khứ thiết thủ và tiểu chân đều nôn nóng vội vã rào chân chạy lên trên núi chỉ thấy trước đó có một lỗ lớn trang hoài phi bạo lão điệt đỗ tiệm đều hoành thây dưới đất thân thể bị bùn đất che lấp gần hết trên người gom đầy ám khí và phi tiễn lại bị thuốc nổ ép cho khắp người không chỗ nào lành lặn. Trong hầm có một chiếc giường sắt cũng đã bị nổ cho vỡ làm bầy tám mảnh. Di thể của luyến luyến được đặt ngay ngắn gần đó. Lì và tiểu khứ cũng hết sức. Bị sức ép của thuốc nổ làm cho thọ thương nhẹ, nhưng mà kinh ngạc vẫn nhiều hơn đau đớn. Họ vừa thoát nhìn thấy thiết thủ và tiểu trần xuất hiện, lại kinh ngạc phá lấn mừng rỡ, lại hỏi trong tiếng khóc. Tại sao lại như thế này? Thì ra trên đường tới đây, trang hoài phi luôn thì thầm nói chuyện với luyến luyến cho đến khi y phát hiện ra nàng đã tuyệt khí rồi trang hoài phi vô cùng thương tâm nhưng vẫn dẫn chúng nhân đến nơi này ba người hợp lực đảo chiếc giường đó Bảo lão điệt đỗ tiệm lại vừa mừng rỡ nhưng mà cũng có mấy phần e sợ vậy cho nên ước định trang hoài phi cùng mở ra một lượt hai tên bạo đỗ lại sợ ly ly không cam tông mà xông tới chiếc giường này vừa mở ra đã bắt nàng phải đứng xa một bên chẳng ngờ cùng nỏ đồng loạt xạ vào ba người nhưng mà như vậy cũng chưa hết sau khi tên và ám khí bắn xong chiếc giường liền nổ tung ba người lại không ai thoát chết bảo lão Điệt và đối tiệm nhất tầm nhất ý muốn mở giường để lấy bảo tàng đổi lại chỉ được một cái dương nổ đây đương nhiên là kế sách ngọc thạch câu phần của trang hoài phi với tính cách của y nhất định sẽ giết chết đỗ lão tiệm để báo thù cho luyến luyến tất nhiên y cũng sẽ không thể nào để cho bảo lão Điệt sống mà đi dọa lại giang hồ y đã lắp đầy cơ quan và ám khí ở trong dương tử trước. Tất cả đều tầm kịch độc. Ngoài ra, còn có một lượng lớn hỏa dược, có thể thấy y đã quyết tử từ trước. Lily không hiểu lắm, lại chỉ thương tầm kêu lên. Tại sao lại như thế? Với số bảo vật đó ở đâu? Thiết thu đảo mắt một vòng quan sát xung quanh, chậm rãi nói. Tiểu Trang muốn đồng quy vui tận với hai kẻ kia. Luyên Luyên đã chết rồi, y cũng sẽ không muốn sống nữa. Nhưng mà có điều, số tăng vật đó khẳng định không được trôn ở đây. Lệnh tôn đại nhân hành sự cẩn thận. Tiểu Trang cũng là người trầm ổn. Họ cố ý lên Thái Bạch Sơn nhiều lần như vậy chính là để dẫn dụ sự chú ý của người khác. Vạn nhất có ngài bị người ta ép quá sẽ dùng chiêu này để cùng chết với địch nhân. Lily lại thường tầm nói Vậy tăng vật lại không trôn ở đây sao? Phải. Vậy thì ở đâu? Thiết thủ thở dài chẳng biết số tăng vật đó rất quan trọng với Lily. Nàng cho rằng phụ thân mình hoàn toàn dựa vào nó Hai người hãy cùng với ta Đi xuống núi thôi Họ lại ôm di thể của Luyến Luyến Và chàng Hoài Phi đỡ nhau xuống núi Mặc dù Thái Bạch Sơn nổi tiếng Sơn phòng thủy tú Nhưng mà ở trong bóng đêm Nơi đây vẫn âm trầm đến đáng sợ Thầm sâu khó dò Bọn họ lặng lẽ lùi xuống núi trong bóng đêm Trong tiếng gió gạo rú Trong tiếng cỏ cây xào xạc Trước khi chết Chàng Hoài Phi lại còn hét lớn một tiếng Vị quốc bảo trọng Đại khái Chắc là y cũng ngửi được thiết thủ đã đến gần đó rồi Thiết thủ hồi tưởng lại Tiếng hét đó bi thường nhiều hơn là hào tráng Mang theo vẻ châm trọng nhiều hơn là hứa nguyện Thay lương nhiều hơn là tự khích lệ mình Vị quốc bảo trọng Là một giấc mộng sao Một giấc mộng xa xưa Mộng giấc cục thi cũng phải tỉnh Mộng sẽ vỡ tan Mộng không phải là thực Nhưng mà người ở trên đời Từ khi sinh ra đã có mộng phải nằm mộng rồi. Có mộng thì mới có lý tưởng, có lý tưởng mới có một ngày thành hiện thực. Hữu sở tác vi Thiên gian vạn khổ cuối cùng cũng về đến mộng sơn tiểu trúc, vào trong hữu tác vi trực phường. Vụ án ngô hàng sớm đã kinh động đến khắp huyện, nhà dịch mọi nơi. Cũng may, thế thủ là một trong tứ đại danh bổ phải lấy bình loạn, khuyết mới có thể đi vào trong được hoàng kim ốc. Nhìn thấy các thư tịch ở trong hữu vi tác phường thế thủ lại lấy ra cảm khái. Trang Hoài Phi muốn làm có thể sự, hữu sở tác vi. Trang và Tiểu chân cẩn thận tìm kiếm từng quyển sách trong Hoàng Kim Ốc, cuối cùng đã tìm ra được nút bấm. Quả nhiên có cơ quan. Cơ quan vừa mở ra đã nhìn thấy ba chiếc giường sắt lớn, bên trên có dấu niềm phòng, còn có cả thủ ấn của ngô thiết dực. Tất cả đều bị những sợi xích sắt to bằng cổ tay khóa chặt. Lớp bụi ở trên nắp giường chất đầy, xem ra từ khi đặt vào đây chưa từng có ai mở ra cả. Thiết thủ lợi dụng lực giật đất sợi dây xích cả ba chiếc giường đều mở ra bên trong chỉ toàn là sắt vụn và đá lily ngẩn người Nàng thực sự vô cùng kinh ngạc Thiết thủ lại nói Tiền của lệnh tôn Kỳ thực đất được giấu ở nơi khác từ lâu rồi Y chỉ lợi dụng trong hoài phi để làm lá chắn thu hút truy bình Còn Y thì căn bản sẽ không có tới đây Tài bảo mọi Y bảo tiểu trang giữ Đồng thời cũng chính là số tăng vật Mà tiểu trang liệu mạng bảo vệ Kỳ thực chính là cái đống phế vật này đây. Về điểm này, chị e cả tiểu trang cũng chưa hề biết. Trước khi chết, y e lại còn ám thị cho ta biết tài vật giấu ở trong hoàng kim ốc này đây. Hơn nữa, khiếu giác của tiểu trang lại rất tốt, cho nên khẳng định là y e đã ngửi được ra còn rất nhiều địch nhân muốn dòng ngó số tài vật bất nghĩa này. Y e đi lên trên núi, chính là để dẫn dụ chúng đi theo. Trang ngoại phi đã từng nói. Bình bất yếm trá, trần thương, ám độ, nhan như ngọc, vô sở vi. Câu đầu lại chính là chỉ chuyện y dẫn địch nhân lên trên núi đồng quy vu tận. Vế sau là ngầm ám chỉ tai bảo được giấu trong hoàng kim ốc. Thiết thủ đã dự đoán được trước điều này. Bởi vì chàng biết ngôi thiết sự quyết sẽ không ngu ngốc đến nỗi để cho người ta đoán ra y giấu tăng vật ở trên thái Bạch Sơn. Y đã để cho chúng nhân biết trong hoài phi giữ số tăng vật đó này khiến cho bọn y li li, lộ liễu nên tiếp nhận. Đó là tự nhiên, kế điệu hồ ly sơn. Tài bảo chỉ sơ vẫn còn giấu ở trong mộng sơn tiểu trúc bảo tàng người trên núi kỳ thực chỉ là một cái bia che đậy. Nếu như đã là lá chắn, ắt phải có hư bình. Vì vậy, thi thủ đã sớm đoán ra, Ngô Thiết Dược sẽ không đến vùng võ công thái bật này. Y chỉ, mình tù sạn đạo là để dẫn dụ tất cả những bộ khoái muốn đối phó với Y và những kẻ đang thèm muốn số tăng vật đó về. Vậy cho nên, chàng lập tức vỗ ra ngoài dựng trúc một trường. Trường lực phá không, công kích vào trong cảnh trúc là một con ngũ hòa thất sắc phi cáp bằng giấy ở trên đó lập tức bay vút lên trên cao, theo gió lướt đi. Tứ đại danh bộ cũng có nhân mã tiếp ứng, một khi phát tín hiệu này sẽ thông chi cho các lộ nhân mã khác bỏ thiểm tây mà tận lực chặn những yếu đạo còn lại. Nước mắt li li chảy dài, không biết là thương tâm, thất vọng hay là tức tối nữa. Cả tôi cũng không hề hay biết. Ngụy thiết sực hành sự, tự nhiên là cả nữ nhi của y cũng không hề nào biết rồi. Y là một con đại lão hổ, Đại lão hổ trần chính. Có điều, y đã gặp phải tứ đại danh bộ. Gặp phải tứ đại danh bộ thì sao? Nhiều ngày sau, sau khi xa láng thì báo cáo với thủ lĩnh Hiếu Kiều, tập đoàn mễ Thương Cùng, mọi chuyện nắng chứng kiến ở trong mộng sơn tiểu trúc đã nhận xét lại một câu. Đến giờ, họ vẫn chưa gặp được một con đại lão hổ này. Đây là vào tứ đại danh bộ là phiền phức cho y rồi. Mễ Hiểu Kiều lại vút bộ dâu trắng vàng như là dâu ngô của mình. Sói kinh lại cố ý hạ lệnh phải đánh con đại lão hổ này cho bằng được. Nhìn bề ngoài thì tưởng chừng là để vãn hồi thanh danh. Nhưng mà thực ra, y lại chỉ muốn nhân cơ hội này để đẩy mối họa tầm phúc của y ra xa một chút, khiến cho tứ đại danh bộ phải rời xa kinh sư truy bắt hùng phạm. Còn y thì ung dung ở đây đông sơn tái khởi, đại triển quyền cước, tổ chức lại võ lâm nhân mã, chiêu dụ thêm những nhân vật giang hồ, đả kích những kẻ đối địch với mình nhất thống kinh thành. Sa nắng thì bây giờ mới tỉnh ngộ. Nói như vậy thì không thể nào không đề phòng rồi. Kỳ thực, Sa gia đã sớm bị mễ công công mua chuộc. Bọn họ vốn định để cho luyến luyến kết hôn với Sa bản năng, hồng lừa gạt lấy số thăng vật đó. Nhưng mà nàng và Trang Hoài Phi lại chân tâm luyến ái, cho nên cuối cùng hảo mộng đã tan biến như bong bóng nước. Nếu như không phải là tiểu chân đột nhiên ra tay, Sa lãng thì lại tiếc nuối nói thuộc hạ đã nhân lúc đó hạ sát thiết thủ rồi. Cũng may, người vẫn chưa đồng thủ, uổng cho đỗ tiệm là môn đồ của ta. Sơ sót đến mức như vậy thì chết cũng đáng đời lắm. Mỹ thường cùng lại khẽ mỉm cười. Như ngươi kể thì chất độc của băng hỏa thất trùng thiên vẫn còn một lần chưa phát tác. Cũng không biết là sẽ phát tác vào khi nào chứ. Hay là đây sẽ là trở thành một tử huyệt cuối cùng của thiết dù hạ đây. Tiểu khuê vũ cũng đã báo cáo mọi chuyện cho cao dương nhất đắc nghe. Cao Dương Nhất Đắc chỉ lặng lẽ Nghe từ đầu tới cuối Nghe xong y lại mới cười nói Ồ Kim Ngân Châu Báu lại biến thành Một đống sắt vụn và đá sao Tiểu Khê Vũ gật đầu Y vẫn ẩn thân ở bên ngoài ngu hằng, Án bình bất động Thậm chí lại còn dẫn theo cao thủ lên núi Chỉ cần thấy tăng vật sẽ lập tức Sát nhân đoạt bảo Nhưng đáng tiếc là không có gì Chỉ có ba dương toàn sắt và đá Bọn chúng đã sớm biết các người mai phục bên ngoài rồi. Cao Dương Nhất Đắc điềm đạm nói. Bọn chúng chính là thiết thủ và tiểu trang. Cả hai đều không phải là những kẻ ngu. Vì vậy tiểu trang chỉ có thể chết. Y biết mình chạy không thoát. Thiết thủ thì mở dương cho tất cả cùng xem là để tỏ rõ mình đã biết hết rồi. Đồng thời cũng ngầm báo cho chúng ta hãy buông tha cho Lily. Tiểu khê vũ chưa hề nghĩ tới điểm này. Y lại luôn cho rằng hành động của mình là thần bất trì, quỷ bất giác y lại nghe cao dương nhất đắc nói mà mồ hồi tứa ra, liên tục vâng vâng dạ dạ. Tại sao các người lại không bắt ly ly cô nương về đây? Cao dương nhất đắc đột nhiên lại nổi hứng. Nghe nói, nhan sắc của nàng ta bế nguyệt tu hoa tướng mạo thâm trầm như là lạc nhạn Thậm chí, ngay cả truy mệnh cũng mê luyến nàng ta nữa cơ đó. Rồi y lại chậm ngâm cố làm ra vẻ uy nghiêm, hỏi một câu tràn đầy ẩn ý. Vậy ngươi xem, ta và truy mệnh, ai sẽ có được mỹ nhân đấy? Tiêu Khê Vũ nhất thời cũng không hiểu ý vị của chủ nhân lúc nói đùa, những lúc nghiêm túc, đột nhiên lại đang nghiêm túc hay là đùa bỡn, chỉ biết phải liên tục gật đầu, liên tục vâng vâng dạ dạ. Y lại luôn cảm thấy cao sừng nhất đắc thâm sâu khó dò, tự như là một ngọn núi. Thái sơn bạch gió, vẫn lại mưa vẩn vũ, hoa tiết tung bày. Ngày tháng 10 mà phải đạp tuyết, trượt gió, ngọn núi giống như đang trôi vào trong một miền hư vô. Là một giấc mộng xa xưa. Hết trường. Hết phần 6. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo. Để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong phần 7 của Tứ Đại Danh Bộ Hệ Liệt Đại Đối Quyết, phần 7 Viên Hồng Nguyệt.